Hello, xin mến chào tất cả anh em. Anh em thấy con Martin MA300 là đẹp không ạ? Con này quá chất luôn nhá. Với cái dòng đẩy Martin MA300 này là chuyên dùng cho những cái dòng loa công suất lớn. Đó, như cái dòng loa full đôi 40 hoặc full 40 mà để cho anh em chơi sự kiện thì anh con này thì chất âm phải nói là quá là hay luôn. Đó. Một dòng đẩy Martin MA300 nó cho ra công suất là 1300W một kênh ở chế độ 8 ôm anh em nhé. Và bốn kênh này thì nó nhân ra đúng không ạ, thì nó rơi vào tầm là 4.000 đúng không ạ, là 5.200W đấy, 5.200W cục đẩy rất là khủng luôn. Con này thì nó sai là dòng đẩy sai 3U vì đây là một dòng đẩy sự kiện anh em nhé. Nó rất là khỏe, rất là trâu bò, và không những nó cho ra một chất âm rất là hay mà nhìn cái mặt của cái cục đẩy này nó khá là đẹp. Đó, thì ok, bây giờ em sẽ mở cái nội thất để cho anh em xem. Đó, anh em nào mà chưa xem cái nội thất cục đẩy Martin MA300 này thì anh em xem là anh em kết ngay. Đặc biệt là những anh em mà chơi sự kiện đám cưới mà chơi con này thì quá là phê luôn. Đó. Ở đây thì em cũng đã mở sẵn, đó, mở sẵn ốc rồi. Đó, và cũng thông báo với anh em là con này chiều sâu của nó rơi vào tầm 60 anh em nhé, ngoài 60cm một chút. Đó, tầm 60cm. Đó, nó khá là nặng. Con này thì nó nặng tầm 45kg. Ok ạ, và bây giờ thì em sẽ mở nội thất ra. Đó, mở nội thất ra thì anh em nhìn thấy không? Sáng choang luôn. Hàng này thì quá là mỹ mãn luôn và rất là đẹp. Đó. Đầu tiên thì chúng ta nhìn cái quả nguồn này, chúng ta đã sướng rồi đúng không ạ? Nguồn xuyến. Và nó là nguồn size 3U anh em nhé. Size 3U. Ok. Đấy, con này thì áp của nó là 108V. Đấy, 108V và 54V đối xứng anh em nhé. Rất là khủng. Và tất cả con này thì bao đồng hết, bao nguồn đồng hết cho anh em. Đấy. Nói về tụ thì con này như anh em thấy đây, tụ vàng chóe luôn. Rơi vào tầm 2 4 6 8, bên này 8 là 16 tụ. Đấy, tầng trên 16 tụ, tầng dưới anh em nhé, 16 tụ. Cục đáy này nó có 2 tầng tụ, đấy, khá là hay. Thì tổng cộng nó rơi vào tầm 32 tụ. 32 tụ. Ok mà. Đó. Tụ này xem là nó là tụ bao nhiêu vôn. À, tụ này là tụ 63V anh em nhé. À, 63V và 10.000 mi. Ok không ạ? Rất là khủng. Dây rắc đây, chúng ta nhìn thấy dây này. Dây nó quá là chắc chắn luôn, đi nó rất là gọn gàng. À, nhìn nó rất là sạch sẽ anh em nhé. Hàng chuẩn, nhìn nó khác luôn. Đúng không ạ? À, con này sử dụng này, mạch class H. À, mạch class H. Và nói về sò thì con này thì nó rơi vào tầm 80 sò. À, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. À, tầng trên 20, tầng dưới 20 là 40. Có nghĩa là 40 sò một vế anh em nhé. À, bên này 40 sò nữa thì nó rơi vào tầm 80 sò. Và sò này là sử dụng sò LG anh em nhé. À, sử dụng sò LG, ok không ạ? À, sò LG. Và chất âm của con này thì quá là sáng luôn. Rất là khủng, con này còn chưa kể bù áp nữa. Đó, thì đây là một cục đẩy rất là chất lượng. Chúng ta chỉ nhìn thấy quạt này chúng ta đã biết rồi. Quạt nó nhìn nó quá chất luôn đây. Đằng trước, đằng sau đều có quạt đấy nhá. À, quạt đây em thấy. Quạt này mà anh em chơi sự kiện thì chạy thì thôi rồi. Đó. Không bao giờ sợ lóng máy. À, không bao giờ sợ lóng máy anh em nhá. Rất là chất lượng. Rồi ok, thì giới thiệu nhanh với anh em về nội thất con này. Bây giờ em sẽ đóng nắp và test chất âm cục đẩy Martin MA300.
đang chơi trên con cốt. Đấy, dùng con cốt này để cắt súp anh em nhé. Chơi một con súp 40 và một con súp 50 và một kênh thì là chơi một cặp anh em nhé, một cặp loa 30 rất là khủng. Thì con Martin này phải nói là một cái dòng đẩy phải nói là rất là cao cấp hiện nay, công suất rất là lớn anh em nhé, và tiếng của nó ra thì nó rất là áp lực. Đấy, quá là áp lực luôn, nghe rất là phê. Đó, cái dòng này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 10.800.000 đồng. Đó, chưa gồm phí ship anh em nhé. Một cục đẩy rất là cao cấp, phải nói là quá là ok để cho anh em chơi, nhất là anh em chơi sự kiện. Đấy, dùng con này thì không phải suy nghĩ, đúng không ạ? Chơi súp này, đấy súp này, đấy súp, anh em thấy không, tiếng súp của anh quá kinh hết người luôn. Đấy, súp này đang dùng một kênh chơi súp anh em nhé, bên này cũng súp. Đó, bên này chơi súp 50 này, anh em đeo tay nghe rung hết nhà luôn. Đó, đây là súp nhá. Đó, hai kênh này chơi súp này, ok chưa? Đó, bây giờ em tăng full lên này. Đó, đây. Đó, đây là tăng full lên này, ok chưa? Đây là full của bên cạnh. Đó, full này bên này, cho cả hai full lên này, rất là khủng luôn. Rất là chất đúng không ạ? Martin M300 cho anh em ra xem qua. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em nào mà muốn mua cái dòng đẩy chất như thế này thì anh em liên hệ trực tiếp ngay với bên em. Tất cả sản phẩm đều là hàng mới hết và bóc hộp bảo hành 12 tháng hết cho anh em. Con này thì quá là khủng, Martin anh em nhé, London. Và lắp đặt thì tại bên Trung Quốc. Đó, hàng rất là chuẩn, 80 sò là JVK và tiếng ra nó quá là chắc luôn, rất là sáng. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.